Thế giới của robot. Thời gian vừa qua, tập đoàn Shopping đã trình làng một con robot siêu trí tuệ có tên Pepper. Pepper ngoài khả năng di chuyển, cầm nắm thuần thục thì còn được thiết kế với khả năng nhận biết và biểu lộ cảm xúc như con người. Dựa trên việc phát triển và phân tích các biểu hiện dựa trên khuôn mặt và tông giọng của người đối diện. Mercy, bánh ngọt con nhờ tôi lấy đây. Nhưng tôi nghĩ việc ăn nhiều bánh ngọt quá không tốt cho cân nặng của cô đâu. Tôi có thể thấy hiện tại cô cao 1m70 và nặng 80kg phải không? Đúng vậy, nhưng cậu đang chê tôi béo phải không Pepper? Ồ không, cô khá là hoàn hảo. Và tôi chỉ muốn nhắc nhở cô chút thôi. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Cậu lịch sự và ga lăng y như một quý ông vậy. Ồ, cảm ơn. Phần lớn mọi người đều nói cho tôi như vậy. Cậu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu, Pepper? Chà, tôi nghĩ mình là vô giá. Nhưng nếu cô muốn một con số cụ thể, thì cô có thể liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi. Họ có thể cho cô biết nhiều hơn đấy. Được rồi, cảm ơn cậu, Pepper. Thưa quý vị, tôi nghĩ chú robot siêu thông minh Pepper này được tạo ra không chỉ là một robot để làm việc. Pepper được ra đời với mục đích giúp mọi người tận hưởng cuộc sống của mình. Lô hàng đầu tiên là 1.000 robot Pepper được bán hết chỉ sau 60 giây mở bán. Pepper tiếp tục được ra mắt ở châu Âu và đã bán được 12.000 sản phẩm. Giới khoa học dự báo rằng Pepper có thể thay thế con người trong tương lai ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, chăm sóc y tế, sức khỏe. Đó, cậu xem, ta đã quyết định đặt mua một con robot Pepper để làm nhân viên bán hàng. Nó có thể hiểu và gần như làm tất cả mọi việc như con người. Đó là lý do chú sa thải cháu sao? Đúng vậy. Trong khi cháu đã làm việc cho chú trong suốt 5 năm qua một cách chăm chỉ, cháu thậm chí còn chưa từng đi muộn một ngày nào. Vậy mà giờ chú lại xem cháu không bằng một con robot. Sao chú có thể? Okita này, ta rất tiếc. Nhưng cậu biết sao không? Tại sao ta phải tiếp tục thuê cậu và trả tiền lương cho cậu hàng tháng, trong khi ta có thể mua một con robot như con người để nó làm việc không công cho ta cả đời? Chú nói gì cơ? Cậu biết đấy, tính ra chi phí dùng trọn đời của con robot thông minh này rẻ hơn nhiều so với thuê người làm. Bên cạnh đó, ta chẳng cần phải quản lý nó để xem nó có làm việc chăm chỉ hay gian dối không. Nói chung, ta đã quyết định rồi. Cậu cũng hãy hiểu cho ta. Ta là một người làm ăn kinh doanh. Ta chỉ cần làm những gì tiết kiệm được chi phí mà đem lại lợi nhuận cao nhất thôi. Cháu hiểu rồi. Nếu chú đã quyết định thay thế cháu bằng con robot ấy, thì cháu cũng hy vọng nhân viên mới của chú sẽ không làm chú thất vọng. Ồ, tất nhiên rồi. Các cậu uống đi. Okita, cậu đừng buồn. Không chỉ mình cậu bị mất việc vì con robot Pepper ấy đâu. Mình cũng mất việc được một tuần rồi này. Công ty mình đã thuê Pepper về để tụng kinh cho đám tang. Họ nói không cần mình nữa. Cái gì? Công ty tang lễ Nissei Ekoko cũng thay thế người tụng kinh bằng Pepper ư? Giám đốc bệnh viện dưỡng lão chỗ mình đang làm còn mua hẳn 3 con Pepper về, và sau đó họ cắt giảm nhân viên điều dưỡng, và mình là một trong số đó. Thật là tồi tệ. Hay, mình biết công nghệ phát triển là một điều rất đáng mừng, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày robot sẽ thay thế con người như thế này. Mình cũng thế. Các cậu nghĩ xem, tụng kinh trong đám tang đâu phải đơn thuần là đọc lại những quyển kinh. Nó là một công việc cần đến sự thành tâm để cầu siêu, cầu đức độ cho người đã khuất và cầu bình yên cho người nhà. Vậy mà giờ họ định để một con robot tụng kinh chỉ vì chi phí thuê nó rẻ hơn thuê người. Mình cũng không thể hiểu lũ robot ấy làm sao có thể chăm sóc những người già cẩn thận và chu đáo như mình được. Vậy mà viện dưỡng lão không hề mãi mai nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây hả các cậu? Có khi nào
dần dần robot sẽ thay thế chúng ta trong mọi việc không? Rồi đây chúng ta sẽ thất nghiệp hết. Bình tĩnh đi các cậu, mình tin là không có chuyện đó đâu. Robot dù có thông minh và hiện đại như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là sản phẩm của con người làm ra mà thôi. Mình chắc chắn rằng dù thế nào thì robot cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Chào anh đang tìm mua món hàng nào vậy? Tôi có thể tìm giúp anh. Ồ, đây là con robot thông minh Pepper đây mà. Cậu có thể giúp tôi tìm một món quà cho bạn gái mình được không? Được chứ, nhưng anh có thể cho tôi biết anh tặng quà cho bạn gái nhân dịp gì không? À, tôi định tặng quà nhân dịp sinh nhật của cô ấy, nhưng tôi không biết nên mua gì đây. Để tôi dẫn anh đến quầy lưu niệm. Chúng tôi có rất nhiều thứ dành cho bạn gái anh ở đó đấy. Các cô gái thường thích sự lãng mạn, ngọt ngào. Được, được. Xem cậu có thể giúp được tôi không nào. Pepper, pin sạc cấm cả đêm nay. Sáng mai cậu sẽ đầy pin nha. Cảm ơn ông chủ. Hôm nay doanh thu của cửa hàng rất tốt. Tất cả là nhờ có cậu đấy. Có vẻ khách hàng rất thích thú với một nhân viên bán hàng như cậu đấy. Ồ, cảm ơn ông chủ. Nếu ông thấy vui vì điều đó thì ông có thể thưởng cho tôi 10.000 yên vì sự chăm chỉ của tôi không? Ồ, cậu đùa tôi đấy à? Cậu cần tiền để làm gì cơ chứ? Tôi đang nghĩ đến việc dùng 10.000 yên để thuê một nhân viên bán hàng thay mình. Đây là một công việc cũng khá dễ dàng. Cậu thật là lém lĩnh. Nhưng ta không có 10.000 yên ở đây. Tôi biết ông không cầm theo tiền mà để chúng ở quầy thanh toán. À, được rồi. Ta sẽ thưởng cho cậu 10.000 yên nữa nếu cậu giúp doanh thu cửa hàng ta tăng nhiều hơn nữa. Tôi thấy lời nói của ông không đáng tin lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý. Trời ạ, không thể tin là con robot này thông minh đến độ nó có thể trả treo với ta như vậy. Một tuần sau. Ông chủ, ông xem, tôi để con trai mình đến đây mua kẹo, nhưng nó lại mua về một bao thuốc lá. Nó nói rằng nhân viên cửa hàng đã khuyên nó mua chúng. Làm sao có chuyện như vậy được? Chúng tôi không bao giờ bán thuốc lá cho trẻ em. Có khi nào con chị đã nói dối không? Cháu không nói dối. Con robot bán hàng nói với cháu rằng món này rất ngon. Vậy mà khi về, cháu lại bị mẹ mắng. Thằng bé đã tò mò bóc bao thuốc lá ra định hút. May mà tôi phát hiện kịp. Ông chủ, ông quản lý nhân viên của mình thế à? Là con robot ư? Sao có thể như thế được nhỉ? Chuyện này tôi phải hỏi ông, chứ sao ông lại hỏi tôi? Pepper, cậu đang làm gì thế? Tôi đang nghỉ ngơi ông chủ à. Tuy tôi là robot, nhưng tôi không thể làm việc quần quật cả ngày đâu. Tôi nghĩ là mình cần nghỉ ngơi một chút. Đây không phải là lúc để cậu nghỉ ngơi đâu. Ồ, có chuyện gì vậy ông chủ? Trong tuần này, đã có rất nhiều người đến cửa hàng phàn nàn với tôi về chuyện cậu tư vấn cho họ mua thuốc lá, thậm chí cả trẻ con. Cậu giải thích đi. Ồ, tôi chỉ muốn tăng doanh thu cho cửa hàng như mong muốn của ông chủ mà. Cậu nói cái gì? Tôi chỉ tư vấn cho họ mua, còn quyết định mua là ở họ. Tôi nghĩ ông sẽ vui về việc đó chứ. Vui ư? Cậu có biết rất nhiều phụ huynh cấm con của họ đến cửa hàng của chúng ta không? Như vậy doanh thu của chúng ta sẽ sụt giảm. Ồ, vậy sao? Tôi không nghĩ đến. Vậy ông sẽ không thưởng 10.000 yên cho tôi phải không? Cái gì? Cậu làm những chuyện đó để được thưởng tiền đó hả? Vâng, thưa ông chủ. Vậy ông có thể cho tôi vay 10.000 yên không? Tôi nghĩ mình cần phải thuê người làm cho mình sớm. Công việc này khiến tôi tốn nhiều biển quá. Cậu đang nghiêm túc đây hả Pepper? Ồ,
Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Tôi đã truy cập wifi và đăng tin tuyển dụng. Có khá nhiều người đăng ký làm theo giờ. Thứ duy nhất mà tôi cần bây giờ là tiền thôi. Ôi trời ơi, tôi mua cậu về để làm việc chứ không phải để cậu bày ra những trò đấy. Đi làm việc mau, nếu không tôi sẽ cắt nguồn pin của cậu. Tôi có thể coi đó là một lời đe dọa. Đây là cảnh báo nguy hiểm. Con robot này bị điên mất rồi. Một thời gian sau. Mình phải đãi các cậu một chầu mới được. Các cậu biết không, hôm nay ông chủ cửa hàng đã gọi điện cho mình, gọi mình đi làm lại đấy. Thật vậy ư? Có phải robot Pepper ở cửa hàng ông ấy gặp vấn đề gì không? Đúng vậy. Ông ấy nói con robot này thông minh đến nỗi nó liên tục xin tiền ông ấy để thuê người làm theo giờ thay nó. Nó còn gạ gẫm khách hàng mua thuốc lá cùng những sản phẩm đắt tiền trong cửa hàng vì muốn doanh thu cửa hàng tăng cao. Thật vậy sao? Mình nghe nói con robot đọc kinh ở nhà tang lễ cũng như vậy. Các cậu có thấy Pepper đâu không? Tang lễ chuẩn bị bắt đầu rồi. Không có Pepper thì ai sẽ tụng kinh đây? Tôi đã tìm hết ở khu sảnh, khu nhà bếp, nhà kho rồi, vẫn không tìm thấy cậu ta. Pepper có thể đi đâu được chứ? Giám đốc, có người nói nhìn thấy Pepper đi về phía khu nhà nghỉ. Chúng ta thử qua đó tìm xem. Nó thường xuyên than vãn rằng mình phải hoạt động quá nhiều và liên tục, xin nghỉ giữa giờ vì mỏi miệng đấy. Robot mà cũng biết mỏi miệng ư? Đúng vậy, ông chủ nói rằng nó quá thông minh nên cũng biết đòi hỏi quyền lợi đấy. Thế đã là gì với ba con robot ở viện dưỡng lão? Cậu hãy hướng dẫn bà ấy đi. Mình còn phải qua giường số 5 thăm khám cho bệnh nhân đó. Ồ, cậu không thấy mình đang bận tiếp khách các bệnh nhân khác à? Các cậu đừng cãi nhau nữa. Từ sáng đến giờ mình chưa được nghỉ chút nào. Mình đi nghỉ đây. Vậy mình cũng nghỉ. Mình mệt quá rồi. Mình cũng vậy. Nghe nói ba con robot được thuê về viện dưỡng lão để giúp đỡ những người già neo đơn, cũng liên tục xin nghỉ không phép tại nơi làm việc. Chúng cho rằng chăm sóc người già ở đây quá hao pin. Những con robot Pepper thật ra rất hữu ích trong nhiều việc. Nhưng mình tin chắc mọi người sẽ nhận ra rằng robot dù thông minh, hiện đại đến đâu thì cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Hy vọng các cậu sẽ sớm được quay trở lại làm việc. Mình cũng mong là vậy. Mình nghĩ chúng mình sẽ sớm nhận được việc thôi. Giờ thì chúng ta hãy chúc mừng cho Okita đi nào. Do những phản hồi tiêu cực, vào tuần trước, tập đoàn Shopping đã chính thức thông báo dừng sản xuất Pepper sau 7 năm. Và câu chuyện về một huyền thoại robot siêu trí tuệ mang cảm xúc như con người vẫn còn sống mãi trong lòng những người hâm mộ. Cái chân phát nhạc. Kìa bác Sim, đợi cháu với. Ôi, ông ấy chẳng để ý đến lời cậu đâu mà. Tiệm giặt là hôm nay nhiều việc, chắc cả ngày mệt nhọc khiến bác ấy mệt quá. Mệt hay không mệt thì ngày nào ông ấy chả có cái vẻ mặt chán nản như thế, lắm lúc còn mơ mơ màng màng nữa ấy chứ. Bác Sim cũng mơ mộng ấy à? Sao bà rõ về bác ấy thế? Tôi làm với ông ấy gần hết nửa đời người, chả rõ thì ai rõ nữa. Ông ấy đang mơ đến một cuộc sống xa hoa nổi tiếng ở nơi khác đấy. Thế cơ à? Hai người nói xấu gì tôi đó. Nói sự thật chứ nói xấu gì. Chẳng phải ông đang mơ một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại hay sao? Có thật không bác Sim? Cậu thấy đó, chúng ta đang ở tầng thấp nhất của cuộc sống. Chẳng lẽ còn trẻ thế mà cậu đã hài lòng với hiện tại sao? Ôi, mình chưa thể thay đổi được thì chi bằng cứ vui vẻ với nó, có hơn không? Bác rầu rĩ như vậy cũng chả giải quyết được gì. Tôi thì chẳng thể vui nổi. Ngày nào cũng từng ấy việc, nghèo vẫn hoàn nghèo. Tôi vẫn mong một ngày được đổi đời lắm cậu Hanser ạ. Đấy, cậu thấy tôi nói có sai không? Ông ấy lại đang tưởng tượng mình là một quý ông giàu có đấy. Bà không phải chế giễu tôi. Rồi một ngày tôi giàu có, bà cứ đứng đó mà cười đi.
bác định trở nên giàu có bằng cách gì thế bác Sim? Bác có thể chỉ cho cháu biết được không? Biết được thì tôi đã không còn ở đây làm nhân viên cửa hiệu giặt là với cậu nữa. Nhưng mà tôi vẫn luôn ước giá như mình có một khả năng đặc biệt nào đó. Để làm thế gì hả bác? Cậu đúng là chỉ có thể làm thợ giặt là. Cậu vận động đầu óc lên một chút đi nào. Cháu chịu thôi, chẳng thể hiểu được ý của bác. Cậu thử nghĩ xem, nếu như cậu có khả năng đặc biệt về thứ gì đó, thì biết đâu cậu sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng thì tất nhiên sẽ có nhiều tiền. À, cháu hiểu rồi. Thế bác ước mình có khả năng đặc biệt gì nào? Tôi chẳng biết nữa. Mà thôi, tôi không nói chuyện nữa, tôi về đây. Nhạt nhẽo đau hết cả đầu. Chả có gì hay mà sao ai cũng có vẻ thích thú thế cơ chứ. Quái lạ, mình xuống khỏi xe buýt rồi mà sao vẫn nghe thấy tiếng nhạc vậy? Sao lại có tiếng nhạc phát ra dưới chân của mình nhỉ? Không lẽ trong chiếc giày có máy phát nhạc hả? Ừ hay, cái chân của mình biết phát ra nhạc hả? Thật không thể tin nổi. Lạ thật, sao bỗng dưng cái chân của mình lại biết hát thế nhỉ? Rõ là đã buộc dây giày thật chặt lại rồi, mà tiếng hát vui vẻ ấy vẫn cất to thế nhỉ? Đến là ngại chứ có phải không? Hay, này thì mày có im đi không thì bảo này, cái chân kỳ quặc này. Trời ơi là trời, tôi đã phải nghỉ ở nhà 3 ngày liền để tìm cách làm cho cái chân ngưng hát, mà sao càng làm thì tình hình lại càng trở nên tồi tệ vậy? Thế này thì còn làm ăn gì nổi, không đi làm thì lấy đâu ra tiền cơ chứ? Mày có im đi không? Ai lại bật nhạc ầm ĩ vào lúc 3 giờ sáng thế này thì ai mà ngủ được? Bật cả ngày chưa chán lại còn bật cả đêm thế này à? Hay là mình bị ma ám nhỉ? Ngày mai phải tìm đến bà Fraser để bà ấy xem cho mới được. Hình như nó thôi phát nhạc rồi bà Fraser ạ. Chuyện vào tay tôi mà Lì, cái chân này nhất định có ma. Ôi trời ơi! Vẫn không được à? Lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng lạ như thế này đấy ông Gia mà. Bà còn cách nào nữa không thì cố hết sức giúp tôi đi. Bà là người biết phép trừ tà ma yêu quái mà. Tôi chịu thôi, cái này không dùng phép trừ tà được. Có lẽ ông nên đến gặp bác sĩ thì hơn. Tôi biết có một vị bác sĩ là chuyên gia nổi tiếng về chân đấy. Để tôi giới thiệu cho ông. Thế là cái chân của tôi bị bệnh hả? Bà cho tôi xin địa chỉ của vị bác sĩ đó nha. Chào ông Jim, tôi là bác sĩ Danfer, tôi có thể giúp gì được cho ông? Thưa bác sĩ, cái chân phải của tôi. Tất nhiên rồi, nhưng xin lỗi, ông có thể nói rõ hơn một chút được không? Nó biết phát ra nhạc. Cái gì? Ông vừa nói rằng cái chân biết phát ra nhạc hả? Tôi có nghe nhầm không? Không nhầm đâu thưa bác sĩ, cả ngày lẫn đêm, lúc nào nó cũng ầm ĩ nhạc, khiến tôi đau cả đầu. Vậy thì thế này ông Sim ạ, ông nên đến gặp bác sĩ tâm thần. Ôi trời, đúng là cái chân biết phát ra nhạc thực. Thế này thì tôi sẽ đi cùng ông đến gặp bác sĩ vậy. Với cái chân biết phát nhạc, bác Sim đã đi gặp không biết bao nhiêu vị bác sĩ, nhưng tất cả giới y học đều bối rối. Thế này ông Sim ạ, tôi cũng đã hết lòng giúp ông đi gặp khắp các vị y bác sĩ nổi tiếng trong giới y học rồi. Nhưng ông thấy đấy, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi hiểu, cảm ơn sự tận tình của bác sĩ. Thôi thì để khỏi bất tiện trong sinh hoạt, tôi nghĩ ông nên dùng đến biện pháp tạm thời, đó là hãy thử một chiếc giày có tác dụng giữ âm thanh không lọt ra ngoài. Thêm nữa, nếu ông vẫn cảm thấy khó chịu thì hãy dùng đôi nút bịt tai, thế là xong. Hey, thôi cũng đành như thế vậy. Chúc mừng hợp đồng trị giá 500 triệu bảng Anh mà bên công ty tôi đã ký với ngài. À, chính xác là ký với cái chân bên phải biết phát nhạc của ngài. Trời ơi! 500 triệu bảng Anh chỉ cốt ghi được bản nhạc của cái chân vào đĩa CD hả? Hẳn một công ty sản xuất âm nhạc đã ký hợp đồng giá trị với ông Jim. Cái chân biết hát của ông ấy vừa nổi tiếng lại vừa tỷ phú rồi. Ngài Jim, ngài nhớ để cái chân phải của ngài ký cho tôi một chữ nha. Hôm nay chúng tôi đến để trao tài khoản ngân hàng cho cái chân phải của ngài. Tiền bán đĩa nhạc sẽ được trích ra và tự động chuyển vào tài khoản của chiếc chân phải đó.
phải nói rằng chiếc chân phải của ngài là chiếc chân giàu có nhất thế giới đó. Chúng tôi đã đặt một chiếc ủng đắt tiền làm bằng da cá sấu cho chiếc chân phải của ngài. Nó xứng đáng được bảo vệ. Cảm ơn các ngài. Cái chân phải của tôi được các ngài và giới truyền thông báo chí quan tâm quá mức. Thật là ngại quá. Ồ, vị thế của nó hoàn toàn khác rồi mà ngài Jim. Như ngài thấy đó, cũng là cái chân, nhưng vị thế của cái chân phải nó khác hẳn cái chân trái. Thuộc dòng đẳng cấp khác, vậy nên tôi nghĩ ngài nên ra sức mà bảo vệ nó. Vâng, tất nhiên rồi. Ngài Jim, ngài nhớ để cho cái chân phải của ngài ký cho tôi một chữ với nhé. Tôi nữa, tôi đã chờ nửa ngày rồi. Tưởng là sung sướng, mà mệt nhọc vô cùng. Từ ngày cái chân biết phát nhạc nổi tiếng, mình đâm ra vất vả, hôm nào cũng tận 12 giờ đêm mới về đến nhà. Thế này thì sống cũng như chết, chả được nghỉ ngơi chút nào. Chúng tôi đã đặt một chiếc ủng đắt tiền làm bằng da cá sấu cho chiếc chân phải của ngài. Nó xứng đáng được bảo vệ. Dầu ôi, bỗng đâu cả thế giới quan tâm đến cái chân phải của ta. Còn ta thì mệt bở hơi. Xét cho cùng, nó nổi tiếng chứ ta có nổi tiếng đâu. Ngài Jim, ngài nhớ để cái chân phải của ngài ký cho tôi một chữ với nhé. Tôi nữa, tôi đã chờ nửa ngày rồi. Phạt chân ngay cả lên. Tốt nhất kết thúc chuyện này sớm hơn cho đỡ mệt. Sau cái đêm bác Jim đâm xuyên qua mu bàn chân phải đó, thế mà may mắn thay, từ đó trở đi, cái chân không còn phát ra nhạc. Bác Jim lại bị chìm trong quên lãng, không còn nổi tiếng với cái chân phải nữa và lại đến làm ở hiệu giặt là. Buổi sáng hôm nay trông lành quá phải không? Chuyện gì thế ông Jim? Tôi chỉ thắc mắc tại sao ông thay đổi thế, không còn nhăn nhó như trước kia. Vì bác Jim đã yêu đời, phải không bác? Cậu Hành Sơ thế mà thông minh. Đúng vậy, vì tôi yêu đời, yêu cuộc sống hiện tại của mình. Dẫu sao cũng đáng quý, nhất là có những người bạn hiền lành tốt bụng như cậu và bà Mary đây. Câu chuyện về cái chân biết hát của bác Jim là thế đấy. Chẳng biết là mơ hay thật, nhưng hiện tại bác rất hạnh phúc. Có điều bác đi hơi cà nhắc chút. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!